chỉ nổi tiếng là một ca sĩ với khả năng vũ điệu đẹp mắt, cùng việc sở hữu hình thể săn chắc, cơ bắp dẻo dai, Trọng Hiếu từng gây bất ngờ khi lọt top 16 cuộc thi thể thao tầm cỡ quốc tế tại Thái Lan. Mới đây anh còn chuyển hẳn sang ăn chay trường, theo đuổi lối sống xanh và tham gia rèn luyện nhiều hoạt động thể chất như bơi lội, đạp xe và đặc biệt là chạy bộ mỗi ngày. Phương Mai xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục trò chuyện cuộc sống. Vâng, xem qua những hình ảnh vừa rồi thì có lẽ quý vị cũng đã phần nào đoán ra được vị khách mời của ngày hôm nay là ai. Một chàng trai năng động, khỏe mạnh, ăn chay trường và không ngừng luyện tập những bộ môn thể thao, trong đó có cả bộ môn chạy bộ, luyện tập 3 môn phối hợp rất khắc nghiệt. Chàng trai này luôn luôn lạc quan, vui vẻ và luôn luôn giữ được sự kiên định trong cuộc sống của mình. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ và trò chuyện cùng ca sĩ Trọng Hiếu. Hey, xin chào chị Phương Mai. Hôm nay Hiếu mặc đồ đẹp quá nhờ, trắng đen rồi. Cảm ơn chị Phương Mai. Yeah, hôm nay là Hiếu mới chọn một bộ đồ tại vì là Hiếu thấy là chương trình khá sôi động và khá là khỏe khoắn và tích cực. Như thế là Hiếu cũng chọn một cái bộ đồ mà thể thao một chút, thể hiện được cái sự phong cách sống khỏe khoắn và tích cực. Mà cái này lát nữa chạy bộ là hợp lắm đấy đúng không? Đúng rồi, thế là Hiếu mặc này sẵn rồi để tí nữa chạy bộ với chị Phương Mai. Ra chạy 21 cây số luôn. Ôi trời ơi, này Phương Mai đang đi giày cao gót cho nên là không thôi được rồi, để lần sau đi Hiếu. Chị nhớ là cách đây 5 năm Hiếu nói chuyện không được sõi như thế này đâu. Hóa ra 5 năm vừa rồi học tiếng Việt cũng tốt đúng không? Chính là cũng đỡ chị Phương Mai, nhưng mà bây giờ mình chỉ nói vài câu như thế là còn nói được. Chắc là có thể là bây giờ phải chờ nốt 10 phút đã tiếp theo đã. Chị Phương Mai có hiểu Hiếu nói không? Thì mới là tiến bộ. Trong lúc này là chị đang hiểu rồi, còn Hiếu có hiểu chị những gì chị đang nói không mới là quan trọng, bởi vì thấy bạn có ạ. Có, thế là xuất sắc. Dạo này có gì mới không em? Dạo này có rất nhiều mới và Hiếu trở thành một người mà Hiếu không nghĩ là mình có thể làm được những cái điều đó. Wow, ví dụ như? Ví dụ là bây giờ là Hiếu ăn chay trường và Hiếu chạy bộ 21 cây số. Trời. Hiếu sẽ tham gia Ironman 70.3, đó là 3 môn phối hợp, có bơi 2 cây số, đạp xe đạp 90 cây số và sau đó là chạy bộ 21 cây số. Wow. Yeah, thật sự là mình không nghĩ được là mình sẽ tham gia Ironman một ngày đó. Tại vì là các môn thể thao chắc chắn là Hiếu cũng chơi rất là nhiều. Thật là thể thao đối với Hiếu là một cái gì mà mình rèn luyện được là mình kiên cường. Thì khi mà mình thể thao thì mình chỉ có một đường để đi thôi. Như thế là mình cần phải tiến về phía trước và mình phải tiến bộ và phát triển. Hồi xưa là Hiếu chỉ có nhảy thôi à? Còn ngoài ra còn môn gì nữa không? Thật ra hồi xưa là mình cũng thích, mình cũng mê thể thao rồi. Tại vì bố mình hồi xưa là đá bóng trong đội thể công. Wow. Và cũng khá là nổi tiếng với đá bóng. Với bác Cao Cường, chắc là có thể là nhiều người cũng biết bác Cao Cường. Hiếu nghĩ là Hiếu cũng có cái máu thể thao rồi. Nhưng mà kiểu như là mình làm những cái thể thao mà cực đoan như là chạy bộ 21 cây số hay là tham gia Ironman thì trước đây là Hiếu chưa bao giờ tham gia. Thật sự là chị cũng tham gia rất là nhiều bộ môn thể thao, nhưng mà riêng chạy, ôi trời ơi sao mà khó thế, làm thế nào mà Hiếu có thể... Sao chị thấy khó thế? Hiếu nghĩ là ai cũng có một cái khả năng đặc biệt, nhưng mà cái khả năng đặc biệt đó là mình không bộc lộ nó, trừ đi là mình đặt bản thân mình vào một cái tình huống mà mình cần sử dụng cái khả năng đó. Thế là Hiếu trước đây là Hiếu chỉ là làm nhạc, Hiếu hát hò, Hiếu nhảy và Hiếu diễn thì là một cái phần khác. Nhưng bây giờ là Hiếu muốn kiểu như là Hiếu muốn nhìn thấy được cái khả năng đặc biệt của mình trong chạy bộ như thế nào. Và những cái như là khả năng tiềm ẩn ấy thì là mình có không, và mình nếu mà mình thể hiện cái điều đó thì là nó sẽ phát huy được những cái khả năng gì nữa. Rồi em bắt đầu như thế nào? Tự dưng một ngày đẹp trời thấy mọi người chạy thì mình cũng chạy à, hay là có hẳn một kế hoạch cụ thể? Không, tại vì ban đầu là Hiếu có là chị gái của Hiếu và bạn trai của chị gái là hai người tham gia những cái cuộc thi 3 môn phối hợp rồi. Và mọi người lại truyền cảm hứng cho Hiếu để tham gia. Thì Hiếu cũng bảo là ok, Hiếu muốn thử. Và Hiếu cũng, lúc đó là Hiếu tham gia 2019 ở Phuket, ở Thái Lan. Thì là một cái 3 môn phối hợp mà cũng bơi, chạy và đạp xe đạp. Thì lúc đó mình cũng phải tập luyện rất là nhiều rồi. Và mình cần phải rất là kiên trì để mình có thể giữ được cái nề nếp sống như thế để cho tốt được cho cơ thể của mình và để chạy được vào cho thể thao. Thì Hiếu lại tham gia ở Thái Lan cái cuộc thi đó và mình đạt được một cái ranking là gì nhỉ? Bảng xếp hạng, một cái xếp hạng. Vâng, mình đạt được một cái bảng xếp hạng cũng khá là ổn và khá là cao cho lần đầu tiên. Lúc đó mình nhớ là mình trong top 16% trong cái hạng mục đó. Thì Hiếu nghĩ là mình cũng có những cái khả năng để chạy bộ và để thể thao như thế. Như thế là mình muốn phát huy cái đấy nhiều hơn nữa. Và mình muốn nhìn thấy được là cái giới hạn của mình ở đâu. Và mình muốn vượt qua cái giới hạn đó. 3, 2, 1, listen!
Lần đầu tiên chạy 21 km tại một giải, Trọng Hiếu đã hoàn thành đường chạy bán marathon với thời gian 1 giờ 56 phút 16 giây, thời gian mà dân chạy vẫn gọi là sắp 2, dưới 2 giờ. Hiếu muốn thử thách bản thân mình là để bộc lộ được cái khả năng đặc biệt đó ngày hôm nay. Và thứ hai là đây cũng là một cái bài kiểm tra cho Hiếu để Hiếu đi thi Ironman 70.3 ở Đà Nẵng tháng 5. Tại vì là đấy là cuộc thi 3 môn phối hợp, nó có bơi, đạp xe đạp và chạy 21 cây số. Bên cạnh hát và nhảy và hôm nay chạy 21 cây số này thì cảm thấy rất là sung sướng, và như là khi mà ai mà vượt qua cái thử thách của bản thân mình ấy thì mình sẽ cảm thấy rất là tự hào và rất là sung sướng, và cái điều đó mang lại cho mình những kỷ niệm hạnh phúc trong cuộc đời. Việc có một cuộc sống khỏe mạnh, tâm lý kiên cường thông qua chơi thể thao cũng là một phong cách sống. Do vậy dù lịch trình bận rộn, Trọng Hiếu luôn cố gắng duy trì các hoạt động thể thao, đồng thời mong muốn truyền cảm hứng cho mọi người để duy trì cuộc sống khỏe mạnh thông qua phong cách sống của mình. Hiếu biết không, em đang làm được 3 thứ mà nhưng mà chị không làm được. Chạy bộ này, tham gia 3 bộ môn kết hợp Ironman này, bơi, chạy bộ và đạp xe. Bơi thì chị biết bơi nhưng mà hai món còn lại thì khó quá. Và ăn chay, không hiểu tại sao Hiếu lại quyết định ăn chay. Cái này là liên quan đến việc chạy hay không, hay là đó là hai quyết định hoàn toàn khác biệt? Ăn chay và chạy bộ hoặc là ăn chay với thể thao là không liên quan gì với nhau cả. Tại vì là Hiếu chọn ăn chay tại vì là Hiếu muốn bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó thì là cũng tốt cho sức khỏe. Tinh thần của Hiếu cũng thay đổi dã man qua cái ăn chay đó. Kiểu mình cảm thấy kết nối được với thiên nhiên hơn. Hiếu trân trọng động vật và trân trọng cây cối nhiều hơn. Và mình trân trọng cuộc sống hơn ấy, thật sự. Tức là về tinh thần thì cảm thấy thoải mái hơn. Chứ còn về thể chất thì sao? Thật là thời gian ban đầu thì là cơ thể của mình chưa quen. Thì Hiếu thỉnh thoảng Hiếu đi tổng duyệt, Hiếu đi hát. Và mình cũng hơi bị chóng mặt. Nhưng mà sau cái thời gian mà mình kiểu cũng quen rồi, và mình biết là mình ăn những cái thực phẩm gì để có đủ chất, dinh dưỡng, thì mình lại cảm thấy rất là khỏe mạnh. Và ăn chay thì cái vấn đề là mình phải đúng giờ, mình cái giờ của mình nó không được lệch quá nhiều. Thứ hai là Hiếu phải ăn những cái thực phẩm có trao cho Hiếu chất đạm. Đó là ví dụ là nấm, đậu phụ, những cái hạt là Hiếu luôn luôn phải mang theo. Và mình phải ăn nhiều bữa trong một ngày hơn. Ví dụ là một người bình thường là ăn 3 bữa trong ngày thì mình lại phải ăn 5 bữa giữa thời gian. Ví dụ là sau bây giờ mình phỏng vấn đây thì là Hiếu lại phải ăn vài cái hạt này để cho có lại đủ sức. Thì khi mà Hiếu hiểu được cái công thức đó thì mình cứ thực hiện theo cái công thức đấy. Và cái công thức đấy thì Hiếu nghĩ là cũng là nó phụ thuộc vào mỗi người và mỗi cơ thể. Có thể là chị Phương Mai ăn chay thì là có thể là cơ thể của chị phản ứng khác. Vì Hiếu thì như thế. Thật sự là cuối cùng là cái câu chuyện là mình phải rất là nghiêm túc và mình phải rất là giữ kỷ luật, và mình phải rất là hiểu về bản thân mình để mình đạt được những cái điều như thế. Rồi chuyện ăn uống của em làm như thế nào? Em có phải tự nấu cơm mang đến trường quay chẳng hạn, hay là mang đến những chương trình của mình không? Em ngại nấu lắm. Em thích nấu. Nhưng mà Hiếu thích nấu, nhưng mà Hiếu lại ngại và không, kiểu mình không có nhiều thời gian để nấu. Như thế là Hiếu phải tìm những cái nơi mà nấu những cái món chay và sau mình phải đặt cho người ta mang về. Nếu mà có bố của Hiếu ở đây thì chắc chắn là bố nấu cho Hiếu đồ chay hàng ngày. Bố đang ở Đức là bố cũng đang tập đây này, bố đang tập những cái món nấu ăn món chay để nếu mà Hiếu gặp bố thì bố lại nấu cho Hiếu. Rồi bố có cũng đang ăn chay luôn không? Có. Wow. Mà chị Phương Mai, đấy là Hiếu nghĩ là đấy là một cái thành tích lớn nhất cho Hiếu với cái công việc ăn chay, tại vì là bố cũng là một người ăn nhiều thịt lắm, mà Hiếu cũng khuyên bố là bố ăn bớt thịt đi, bố có thể là bắt đầu ăn cá hay là ăn hải sản thay vì thịt. Và bố ăn nhiều rau, ăn nhiều bữa vào một ngày để cho quen dần. Bắt đầu bố cũng khóc lóc, bố là ơi con ơi khó quá, đói quá, ăn đói quá. Xong rồi mẹ còn bảo là đấy, bố một ngày bố ăn chay, xong ngày sau là bố ăn 3 lạng thịt, ăn bù vào. Nhưng mà bây giờ thì sau 2 tuần thì bố quen rồi. Và bố bảo là bố thích lắm. Bố bảo là bố cảm thấy rất là khỏe và rất là nhẹ nhàng. Hiểu biết không, cái niềm hạnh phúc lớn nhất của một người đang sống được một cuộc sống khỏe mạnh và có khoa học và có kỷ luật, đó chính là thay đổi được chính những người trong gia đình mình. Tại vì là Hiếu là một người nghệ sĩ và Hiếu là một ca sĩ, thì Hiếu muốn truyền cảm hứng được cho những người fan của Hiếu, những người xung quanh mình. Thì Hiếu bắt đầu với truyền cảm hứng cho những người gần Hiếu, ví dụ là bố mẹ, gia đình. Khi mà Hiếu đạt được cái điều đó thì Hiếu có thể lan tỏa được cái cảm hứng cho rất nhiều người hơn. Nhưng mà đấy là kiểu như mình phải cần
truyền cảm hứng cho bố mẹ trước đã. Và đấy. Nhưng mà cho chị hỏi thật này, trước đây Hiếu có uống rượu, có hút thuốc, có đi club không? Có. Có uống rượu có, đi club chắc chắn, nhưng mà không bao giờ hút thuốc. Thế còn bây giờ thì sao? Bây giờ dạo này bớt rồi đấy, tại vì mình cảm thấy là cái nhu cầu của mình nó lại không hướng về rượu đấy nữa, hoặc là cũng không hướng về club nữa, tại vì là nhảy thì Hiếu nhảy ở trên sân khấu và Hiếu diễn và Hiếu hát. Và uống rượu thì Hiếu cảm thấy mình không cần thiết lắm. Bởi vì bây giờ chị tưởng tượng nhá, Hiếu 5 giờ sáng là phải dậy rồi, sau đó thì luyện tập liên tục này, chưa kể là còn đi làm này, chưa kể là còn những cái hoạt động khác nữa, thì làm sao có thời gian để mình có thể uống rượu nữa, đúng không? Vô hình chung thì Dương em đã đưa mình vào một cái kỷ luật sống rất là tốt cho sức khỏe. Em có biết điều đấy không? Wow, cảm ơn chị Mai. Thì hình như là Hiếu giữ được cái nền nếp sống đấy lâu dài. Cái đấy mới là cái khó. Có thể là mình làm 2 tuần, 3 tháng hay là gì đó là chuyện dễ. Nhưng mà cái câu hỏi là bạn có làm được cả cuộc đời không? Hay là bạn có làm được 10 năm không? Thế là cái đấy là Hiếu cũng đang cố gắng là giữ được đi ngủ sớm, dậy sớm. Mà mình dậy sớm xong là mình tập thể dục rồi. Khi mà mình đạt được một cái công việc buổi sáng rồi thì cái năng lượng tích cực đó mình nó kéo dài cả ngày. Mình rất là phấn khởi với tất cả cái gì mà mình làm. Hiếu rất thích cái cảm giác đó, và Hiếu rất thích cái cảm giác là ôi mình, cái ngày của mình đã sử dụng tốt nhất có thể rồi. Và mình như là mình sống có ích. Có một câu nói người ta hay truyền tay nhau lúc này là dậy sớm để thành công. Chị cũng mường tượng được phần nào cái năng lượng mà Hiếu đang có, sự hạnh phúc mà Hiếu đang có khi mà mình thay đổi cái cách chúng ta sống đi. Này nhưng mà Hiếu ơi, luyện tập thể thao cũng nghe thì mấy cái từ luyện tập thể thao nó nhẹ nhàng lắm, nhưng mà vào tập rồi mới cảm thấy rất là sôi bỏng, bởi vì tập mãi không được rồi mệt quá, rất là nhiều lý do. Hiếu thì sao? Hiếu có lúc nào chảy nước mắt không? Chảy nước mắt thì không ạ. Nhưng mà tại vì là mình có cái đam mê đó, mình có cái mục tiêu đó, lôi Hiếu ra khỏi những cái khoảnh khắc mà chán nản ấy. Thì mình biết được là bây giờ mà mình chán, bây giờ mà mình ì ra mình không tập ấy thì mình sẽ không đạt được cái mục tiêu của mình. Và khi mà mình không tập ấy thì cái lúc mà mình chạy trong cuộc đua đường trường ấy, lúc đấy nó mới là khổ. Đấy là lý do tại sao Hiếu luôn luôn tổng duyệt rất là lâu. Và đấy là cái lý do tại vì là mình càng chuẩn bị kỹ càng như thế nào thì cái buổi diễn nó càng sướng đến mấy. Nghĩa là khi mà mình không chuẩn bị tốt ấy thì cái phần trình diễn của mình sẽ rất là cực và rất là khổ. Tại vì có rất nhiều cái sự cố sẽ tới, mình không biết giải quyết như thế nào. Nhưng mà khi mà mình chuẩn bị 200% rồi thì phần trình diễn của mình cảm thấy rất là thoải mái và mình cảm thấy rất là tự tin. Thì lúc đó là Hiếu rất là tận hưởng cái khoảnh khắc ở trên sân khấu đó. Thì trong thể thao cũng thế thôi, có thể là mình khóc tại vì đau, mình khóc tại vì là mình cảm thấy cực. Nhưng mà mình không nên khóc vì mình cảm thấy thương bản thân mình. Tại vì đấy là sự lựa chọn của mình. Mình lựa chọn, mình hãy tiến về phía lựa chọn đó. Tóm lại là từ trước đến giờ trong suốt quá trình tập luyện của Hiếu, Hiếu không gặp bất kỳ một vấn đề gì, đúng không? Nói thật đi. Thỉnh thoảng mình cũng cảm thấy là mình cũng thất bại chứ. Cũng thất bại chứ, tại vì là đạt được thành công phải trải qua thất bại. Và mình có thể thất bại 1.000 lần. Nhưng mà lần 1.001 chúng mình sẽ thành công. Điều đó là chắc chắn. Mình không nên ngại thất bại. Mình cứ lao vào, mình cứ làm. Mình không coi là thất bại, ui rồi bây giờ mình chán quá, mình không đạp được, mình buồn quá, tại vì tại sao mình kém như thế. Hiếu không coi thất bại như thế, mà Hiếu coi là thất bại là ok, mình không làm được, bây giờ mình phải tính xem thế nào, thay đổi cái điều gì để mình tiến bộ. Quan trọng vẫn là sự kiên trì, đúng không? Chính xác. Và thực sự mình phải hiểu được là tất cả cái điều này là một cái như là cuộc đua đường trường. Mình phải tập cái cơ thể của mình, nó cũng phải cần thời gian. Mình phải tập cái ý chí của mình cũng cần thời gian. Và cuộc sống thế thôi, đúng không chị Phương Mai ạ? Kiểu cuộc sống của mình là một cuộc đua đường trường. Thật sự là Hiếu nhận ra cái điều đó rất là rõ khi mà Hiếu chạy 21 cây số ấy. Lúc đó là 2.200 người bắt đầu xuất phát. Trên con đường đó, Hiếu nhìn thấy được có người vượt lên. Hiếu nhìn thấy được có những người tụt lại. Có những người tụt lại, sau đó là mình lại gặp đoạn cuối của con đường đó. Thì thật sự là đúng là như là cuộc đời ấy, và lúc đó là Hiếu cảm giác như là mình đang trải qua một cuộc sống. Và cái điều mà kiểu Hiếu được học qua cái điều đó là Hiếu thật sự là Hiếu chạy và Hiếu phải biết được là cái khả năng của mình đang như thế nào, tốc độ của mình nhanh được như thế nào, và mình cũng phải chấp nhận là có người
tốc độ nhanh hơn. Mọi người hãy chạy trước đi. Mình đừng có nghĩ là ok, bây giờ người đấy chạy nhanh như thế mình cũng phải chạy theo. Không, mình phải hiểu được là cái tốc độ của mình như thế nào, cái sức của mình như thế nào. Thì cái đấy cũng là một cái gì mà Hiếu học được cho nghệ thuật của Hiếu, là Hiếu hiểu ai cũng có con đường riêng, ai cũng có một cái công thức riêng để đạt được thành công. Thì Hiếu phải tìm được cái công thức, hoặc là Hiếu đang tìm cái công thức cho bản thân Hiếu. Tại vì là Hiếu là một người Việt Kiều về Việt đây, và tiếng Việt của Hiếu ban đầu cũng không phải là sỏi. Nghĩa là Hiếu phải tìm được một cái công thức nào mà mình cảm thấy thoải mái nhất và mình cảm thấy là hợp với con người của Hiếu. Rồi là qua cái thể thao này là Hiếu tập trung để đạt được cái mục tiêu của mình, để tìm được cái công thức đó. Có một cái mà Mai tin đó chính là Trọng Hiếu sẽ chắc chắn sẽ thành công nếu như em vẫn cứ tiếp tục giữ được cái kỷ luật này, giữ được sự kiên trì này của mình. Bởi vì chúng ta chỉ có 21 ngày để tạo ra một thói quen, và cái thói quen này là xấu hay là tốt là hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân mình, đúng không? Cảm ơn Hiếu rất là nhiều. Một cuộc trò chuyện tưởng chừng vui vẻ nhẹ nhàng giữa hai chị em nhưng mà đã đem lại cho bản thân Phương Mai rất là nhiều bài học, và Phương Mai tin là quý khán giả của chương trình Vui Sống Mỗi Ngày cũng đang nhận thấy rất nhiều nguồn cảm hứng tích cực được truyền tải từ chàng trai Trọng Hiếu. Cảm ơn Hiếu rất nhiều đã đến với chương trình. Cảm ơn chị Phương Mai.